Xin chào mọi người, đã đến tới Tiền Academy. Mình tên là Dan Nguyễn, có 22 năm kinh nghiệm kinh doanh tại Mỹ, về hưu lúc 36 tuổi. Mình đã trở thành người đầu tư vài năm rồi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái bài. Nếu bạn chưa có tự do tài chính thì là cái video này của bạn. Còn nếu mà bạn có về tiền bạc mà bạn ổn định rồi đó thì cái video này không phải của bạn. Thì qua video mới coi người khác. Nhiều lúc trong cái xã hội thường thường là có hai cái vấn đề mà người trên thế giới luôn, chứ không phải là ở Việt Nam không thôi. Thì người dân trong gia đình luôn á cũng không nói tới, là vấn đề là như là sex, là tình dục á. Ok, cái đó là một vấn đề. Cái vấn đề thứ hai á là tiền, đúng rồi, cái kênh này là Tiền Academy thì mình có nói về tiền. Thì thường thường gia đình sẽ không bao giờ nói về tiền hết á. Vợ chồng trước khi cưới nhau cũng không nói về tiền luôn, cũng nói là không có nói là giống như anh có bao nhiêu, em có bao nhiêu, em làm lương được bao nhiêu, anh làm lương được bao nhiêu thì là mình sẽ có một cuộc sống như thế nào. Thì thường thường người ta cũng không nói tới. Ba mẹ cũng không nói tới về tiền với con, đúng không? Cũng không có dạy con về cái đồng tiền. Thì cái đó là một cực kỳ sai. Ok, thì cái kênh này chủ yếu là để làm sao để cho những anh chị em, những bạn mà bằng tuổi với Daniel, là năm nay Daniel được 40 tuổi, hay là những bạn trẻ hơn, để hiểu về cái đồng tiền, để mình biết quản trị nó, để mình trở thành mình là người quản trị nó, chứ không phải là nó là người quản trị mình. Thì hôm nay mình phải đặt ra câu hỏi. Thì hôm nay để mình vô câu hỏi, thì vì cái vấn đề mà cái mục tiêu mà tiền thì Daniel có thể nói cả ngày cũng được nữa, mình chưa hết việc. Thì để mình đi vô một cái bắt đầu cái video này để mình kể cho bạn một cái câu chuyện. Không phải là câu chuyện nữa, nhưng mà nó một cái hình dạng giống vậy đi. Ok, là tại bạn phải đặt ra câu hỏi. Ok, tại sao là trên thế giới lại có một nhóm người nhỏ mà nắm hết củ cải của thế giới, tại sao? Và người ta cũng người ta có 4 con mắt, hay là 5 cái chân, hay là có những cái bộ phận khác trong não mà người ta đẻ ra, người ta đã có, là người ta khôn hơn những cái con người khác, mà tại sao là củ cải là đi về một hướng không thôi? Thì tại sao? Mình phải đặt ra câu hỏi tại sao. Tại sao là 100 người, nếu mình đo 100 người từ nhỏ tới tuổi 65 tuổi, đúng không? Thì nếu 100 người đó thì thường thường chỉ có thống kê cho thấy chỉ có một người là gọi là giàu có, gọi là rất là giàu có, đúng không? Và bốn cái người kia là thêm bốn người nữa thì nó nói là ổn định, là đủ sống, là dư dả, đúng không? Dư dả. 50 mấy người còn lại á thì nói là vẫn còn phải làm tới 60 tuổi, 65 tuổi rồi vẫn còn cày. Thì làm với những cái công việc mà họ có thể để làm được với cái sức khỏe đó để vẫn còn kiếm sống. Ok, còn cái phần còn lại á, còn 40 mấy người còn lại á thì là vẫn còn lệ thuộc trong gia đình. Người ta 7 tuổi người ta đã biết đọc chữ rồi, đúng không? 18, 20 tuổi, 20 mấy tuổi là biết bồ bịch làm tình rồi, tất cả mọi thứ rồi, đúng không? Làm hết rồi, và làm hoặc là đã con luôn rồi, đã biết thay tã luôn rồi, đã biết phải nấu nướng, hay là đã phải học những cái mà người trong gia đình phải học, đúng không? Một người đàn ông trong gia đình phải học, đúng không? Và tới tại sao tới cái lứa tuổi 20 mấy, tới lứa tuổi 60 mấy người ta cũng không học về tiền? Để mình giải quyết cái đó luôn cho bạn. Nhiều bạn nói là ok, tiền nó không quan trọng, đúng không? Tiền nó không quan trọng, thiệt là tiền không quan trọng. Cái câu nói mà tiền nó không quan trọng á thì chỉ có những người nghèo người ta mới nói câu đó thôi. Nếu mà những cái người mà người ta biết về tiền, người ta đã có tiền rồi đó, người ta có thể là trước đây người ta không có tiền và bây giờ người ta có tiền, và người ta nhìn lại hai cuộc sống của người ta thì không có người nào mà có tiền rồi mà nói là tiền nó không quan trọng hết. Chỉ có những người nghèo chưa liếm được tiền, chưa thử được tiền, chưa đi đi máy bay riêng, hay là đi một vacation mà đi tàu riêng của chính mình, hay là những cái đó, thì người ta chưa bao giờ cảm nhận được. Thì người ta để cho người ta sống trong một cuộc sống nhỏ nhoi của người ta, để người ta dụ dỗ cái đầu óc của người ta là không có tiền là và vẫn sống vẫn bình thường. Thì cái đó là sai. Nếu mà không tiền thì bạn sẽ không có ăn được, đúng không?
Không tiền thì bạn sẽ không mặc có mặt được. Mà không có tiền á là bạn sẽ không có cái mái trên cái đầu của bạn được. Mà không chỉ vậy nữa, nếu mà bạn là người mà là một người đàn ông trong gia đình, đúng không, mà bạn không có tiền là một chút sức là sai. Đàn đàn ông trong gia đình, bạn có con có cái, đúng không, con người ta đi rước bằng xe hơi, đúng không, học riêng lớp nọ này, đúng không, học những cái chương trình này cao cấp hơn con của mình, còn con của mình là đi đôi bộ đi học, cơm cũng không có ăn, thì đó là sao? Cái đó là vai vế của người đàn ông là gì? Nếu mà bạn đi trong những cuốn sách xưa, okay, vai vế của đàn ông á, để mình tỏ tình yêu cho một người nào đó, đúng không? Trong bất cứ một cái, mình không nói về nước Việt Nam hay là nước Mỹ hay là bất cứ một cái nước nào trong thế giới, để mình chứng tỏ một cái lòng yêu thương của mình, đúng không? Là mình phải có một cái vật chất gì đó vàng cũ để mình trao cho cái người này. Giống như ngay bây giờ bạn có cưới vợ thì bạn phải lo được cho vợ của bạn, lo được con của bạn đó. Nếu mà một người đàn ông mà không có của cải thì là nó hơi mệt. Ok, và bạn cứ suy nghĩ đi, tiền là một cái lý do mà trong gia đình gây gỗ nhiều nhất luôn, gây gỗ về tiền, đánh nhau về tiền, chửi nhau về tiền. Mà tại sao mình tới cái lứa tuổi bao nhiêu năm trời vậy đó mình không học về tiền? Thì đây là cái kinh gọi là Tiền Academy, mình dạy cho những người chưa biết về tiền, những người chưa có tự do tài chính, những người chưa trở thành người đầu tư. Thì đây là cái chương trình để dạy cho những cái đó. Ok, thì bây giờ mình đặt ra câu hỏi, tại sao là số đông 100 người thống kê cho thấy là nghèo, là đói, lệ thuộc cho trong gia đình lúc tới 65 tuổi là tới 65 tuổi vẫn lệ thuộc? Tại sao? Cái câu trả lời là làm theo. Mình làm theo người khác. Mình chơi trong cái nhóm đó, mình có 7 thằng bạn với nhau. Thường thường thằng đó thích đá banh thì mình cũng đi đá banh, thằng đó thích bia thì mình cũng đi bia, thằng đó hút chích, đúng không, thì mình cũng đi hút chích, cờ bạc thì mình cũng đi cờ bạc. Mình làm theo để làm chi? Để mình giống người ta. Nếu mình lạ quá đó, mình không có bạn, rõ ràng mà, thì có con người, nếu mà bạn đi xưa, bạn đi với cả ngàn năm trước á, thì mình phải làm theo mình mới được tồn tại. Bạn cứ nghĩ đi, nếu mà hồi đó bạn ở trong một cái hang này, ở trong một cái núi này, đúng không, một mình bạn lẻ loi ở ngoài, ok, bạn có tồn tại được không? Hay là bạn phải vô trong một cái bộ lạc này, một cái nhóm này, đúng không, rồi nó bảo vệ nhau, nó để được tồn tại, thì bạn phải làm theo, bắt chước người ta. Nhưng mà thế kỷ này khác rồi bạn. Nhưng mà cái đầu đó, những cái bộ não, những cái function ở trong cái đầu của bạn vẫn là vậy. Nên bạn phải suy nghĩ. Ok, cái câu trả lời mà tại sao người nghèo và nhiều hơn người giàu là bởi vì người ta làm theo. Ok, bạn giống như người ta màu đen hết thì mình cũng giống màu đen, người ta làm cái gì mình cũng làm theo hết đó. Đúng không? Bởi cái làm theo đó là để là mà nghèo. Đúng không? Ok, giờ cái đó làm theo, đừng có làm theo. Và bạn cứ đơn giản, nếu bạn có học sâu xa về cái việc mà là người ta làm theo á, thì có những cái video, cái này là có khoa học chứng tỏ nghe. Ok, là người ta quay, đúng không, người ta quay là một cái cầu thang máy đi lên, đúng không, cầu thang máy đi lên, thì nếu mà 6 người kia vô trước, đúng không, thường thường là người ta đứng á, là người ta đứng phải nhìn ra cái cửa, đúng không, 6 người này không có nhìn cái cửa, người ta nhìn một cái hướng này, rồi người ta nhìn một cái hướng nọ, rồi người ta nhìn một cái hướng nọ, thì cái người kế tiếp bước vô đó, tự nhiên nha, số đông nha, thí nghiệm nha, số đông là cái người kia bước vô, thường thường là người ta phải nhìn ra cái cửa, đúng không, nhưng mà người ta thấy 6 người kia nhìn vô một cái góc cạnh nào đó, một cái hướng nào đó, thì cái người này sẽ bắt chước và từ từ chuyển đổi cái tướng của mình để giống như người khác. Và cái này đã quay phim trực tiếp lại chứng tỏ là con người nó là vậy, nhưng mà thế kỷ này không cho phép con người là vậy. Ok, nếu mình làm theo thì bạn sẽ nghèo, bạn làm theo thì bạn trở thành 45-50% kia, cái số lượng mà 90-mấy% nữa đó. Ok, bạn sẽ bị kiếp nghèo. Ok, thì đơn giản, để mà giải quyết kiếp nghèo đó, hôm nay mình trả lời tại sao để có thể giải quyết kiếp nghèo đó, hôm nay mình sẽ cho bạn có một cái lựa cái thuốc để giải quyết cái kiếp nghèo đó. Ok, bạn có muốn biết không? Ok, để mình chỉ cho bạn. Cái kiếp nghèo đó giải quyết rất là dễ, nhưng mà chủ yếu bạn có làm được không thôi. Ok, bạn có quyết tâm để làm không thôi. Cái đầu tiên là bạn phải có mục tiêu. À, mục tiêu, đúng rồi, mình nói cái mục tiêu á là bạn phải có mục tiêu về tự do tài chính. Mục tiêu 5 năm tới đây bạn sẽ có được bao nhiêu tiền trong nhà băng, trong túi hay là trong những cái đầu tư khác, đúng không?
Một năm tới đây bạn sẽ có được bao nhiêu tiền? 3 tháng tới đây bạn sẽ có được bao nhiêu tiền? Ok, 1 tháng tới đây bạn sẽ có được bao nhiêu tiền, đúng không? Đó, thì bạn phải có một cái mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn, đúng không? Rồi, đó, mình phải ghi xuống, đó, lấy một tờ giấy ra, ghi xuống mục tiêu. Ok, nhớ là tất cả mọi gì mình muốn, mình nhớ ghi xuống. Một cái viết với một tờ giấy, lúc bạn ghi xuống, nó là một cái phi thường mình không thấy được. Ok, tại vì lúc mình ghi xuống á, là mình tâm trí của mình, suy nghĩ của mình đã bỏ xuống một cái tờ giấy rồi. Thì cái đó là cái bước đầu tiên. Tất cả những con đường bước đi là phải cái bước đầu tiên là cái bước khó nhất. Khó nhất thì bạn ghi nó xuống, đúng không? 5 năm tới đây, 1 năm tới đây, 3 tháng tới đây, 1 tháng tới đây, tuần tới đây. Ok, rồi, cái đó là cái mục tiêu, cái con số. Nhớ nha, đừng có giống như là người, đừng có tưởng tượng nhiều quá, đúng không? Chứ tưởng tượng giống như là ô, cái thằng ông Elon Musk ngay bây giờ là ông có bao nhiêu triệu đô la gì đó, tỷ đô la gì đó, thì mình ghi một con số cao để mình làm một cái phi thừa thừa một cái phi thuyền lên cung trăng khác để cạnh tranh dòng. Đừng làm vậy. Thực tế của mình là bạn đang làm bất cứ một cái công việc nào đó, bạn có thể là bạn đang làm một cái gì đó nha. Cho một vấn đề giống như là bạn đang là một người thầu, đúng không? Thì mấy năm vừa trước là thường thường bạn có chỉ có một năm bạn chỉ có vài căn thôi, vài căn thầu được vài căn nhà thôi. Thì cái năm tới đây có thể là bạn vài căn thì bây giờ sẽ thành 10 căn, đúng không? Thì 10 căn trong một năm này thì là chia ra 12 tháng, đó là mỗi tháng là trung bình là bao nhiêu căn, đúng không? Rồi trung bình là mình phải làm sao nữa? Thì bạn phải có tất cả những cái này là bạn ghi xuống. Rõ ràng bạn ghi xuống rồi, đúng không? Nhưng mà ok, ghi xuống, lúc bạn ghi xuống bạn nghĩ nó đã tạo ra ngoài không gian và vũ trụ rồi. Nhưng phải cần một bước nữa. Một bước nữa để bạn có thể thành công này. Để những bất cứ những cái gì nó tới bạn thì bạn phải cần thêm một bước cuối cùng này nữa. Bạn có muốn biết cái bước cuối cùng không? Bạn muốn, đúng không? Ok, cho bạn luôn. Cái bước cuối cùng là bạn phải có cái plan, cái quá trình nó như thế nào, làm sao, đúng không? Đặt ra câu hỏi 10 căn nhà làm sao làm trong một năm, mình phải làm những cái gì để làm ra được 10 căn nhà này, thầu những 10 căn nhà này. Đơn giản cái này là tự nhiên vừa Phương nghĩ tôi về cái vấn đề này luôn. Ok, bây giờ là cho là 10 căn nhà đi. Có thể hồi đó như mình chưa bao giờ nghĩ là mình thầu một năm được 10 căn hết á. Chắc chắn 100% được luôn cho những, nếu mà những có bạn nào đang nghe những cái video này mà là những ông thầu đang ngoài xã hội, đúng không? Đơn giản thôi, để mình nghĩ chút xíu, cho mình 3 giây. Bây giờ là 10 căn rồi, đúng không? Bây giờ là ngay bây giờ là mình đang có những cái căn chuẩn bị mình xây nè. Nhớ bỏ tâm vô cho nó lúc mà xây, là có nghĩa là làm sao cái nhà bạn chuẩn bị xây là nhà tuyệt vời nhất hồi đó đến giờ, đúng không? Có những cái vấn đề là hồi lâu là giống như là vật liệu hay là tất cả mọi thứ đó trước đây bạn làm là bằng cắt của người ta, giống như bằng cắt này bắt cắt, bằng cắt nọ, nhưng mà sắt người ta muốn là sắt 18 mà bạn cắt nó thành sắt 16 này, tại vì cái ông chủ đó ông không có khôn hay là ông không biết đó, hay là cái gì đó, xi măng này xi măng nọ hay cái gì bằng cắt để bạn ăn thêm. Đừng bao giờ làm vậy. Để thành công, để được 10 căn nhà là bởi mình làm thêm cho họ, mình đem thêm dịch vụ cho họ, đem thêm cái value cho họ nha, để cái giá trị cho họ, rồi mình sẽ lãnh được sau này. Mình không thấy được trực tiếp nhưng mà mình sẽ lãnh. Thì 3 căn mà chuẩn bị và bạn đã ký hợp đồng trong cái năm này rồi, cố gắng 3 năm đó làm hết tâm. Nhiều lúc cái thằng chủ đó nó mua cái viên này, viên gạch này nó hơi mắc, đúng không? Thì bạn biết là bạn là người thầu thì bạn biết bạn nên chỉ đường đi lối bước cho cái người chủ luôn, là nên mua chỗ này nè anh. Cái gạch này là cái gạch này như thế này nè, cái gạch này á thì nó dễ vỡ hơn nè, hay là cái gì đó. Thì những cái gì anh biết, những cái năm tháng mà anh đã làm rồi á trong cái vấn đề này á, anh bày hết cho thằng chủ, phải không? Là anh lấy được lòng thằng chủ, anh lấy được cái lòng của thằng chủ, lấy được trái tim của thằng chủ. Anh nghĩ cái thằng chủ này nó có giới thiệu anh không? Chắc chắn là nó phải giới thiệu. Mà cái thằng chủ này nó, anh phải biết, nếu mà nó là ở trong một cái gia đình bự hay nhỏ, anh em dòng họ bà con của nó, anh nghĩ lúc mà chuẩn bị xây cái căn kế tiếp là đi mướn người thợ ngoài đường hay là qua anh, đúng không? Thì rõ ràng người ta xây xong căn nhà này, người ta thường thường người Việt Nam á là người ta cũng có cái lễ này lễ nọ, đúng không? Tiệc này tiệc nọ sau khi thăng
xây xong, đúng không? Tiệc này tiệc nọ, đúng không? Rồi để rửa nhà, rửa đồ đó. Đó thì những cái ngày mà người ta có tiệc này, người tiệc đó thì bà con dòng họ người ta kéo tới mà thấy một cái căn nhà tuyệt vời và cái giá rất là hợp lý. Thì bạn nghĩ cái 10 căn của bạn có thể có hay không? Có thể có hay không? Có nghe. Có nghe. Và không chỉ vậy nữa. Ok, cái đó là một cách là bạn rõ ràng bạn đem rất là cái dịch vụ tốt nhất cho những cái người chuẩn bị bạn xây nè. Đúng không? Rồi, mình phải học thêm. Đúng không? Bất cứ cái gì để bạn thành công thì bạn phải biết bán. Nếu bạn không biết bán thì cái đó là một cái luật rồi. Nếu bạn cái đó là một cái nghề mà bạn phải bán, bạn phải biết cái nghề, cái đó là bạn phải trong máu của bạn rồi, bạn phải biết bán. Còn không biết bán thì bạn sẽ không thành công được. Bạn phải biết mở miệng ra, bạn nói chuyện, bạn giao dịch. Đúng không? Đúng không? Đó thì bạn có thể giao dịch với những người khác. Đúng không? Những người đơn giản giống như là bây giờ cái này trong suy nghĩ Phương thôi, đang nhiều thôi, là bây giờ là rõ ràng nó có một cái khu biệt thự này. Ok, khu biệt thự này thì nó mới bán, nó phân lô hết rồi. Nó bán phân lô rồi thì người ta phân lô á, thì cái số chung á, những người đầu tư thì người ta mua đi bán lại đất, đúng không? Còn những cái người mà người ta tới một cái vùng đất đó thì người ta muốn ở thì người ta rõ ràng là cái rõ ràng người ta không có ở trong dựng cái lều ra người ta ở, mà người ta phải xây nó. Thì bạn quan hệ hết tất cả những cái người bán cái miếng đất đó, những thằng cò, những cái người công chứng hay là những cái gì đó để lấy thông tin. Ok, chị Tám hôm nay ra mới mua một miếng đất, ok, 300 mét vuông, 15 tỷ ở đường này, đúng không? Số điện thoại của bạn của chị là số này. Ok, bạn quan hệ hết những cái công chứng, bạn lấy thông tin đó, chị chú ý là cái tên và số điện thoại, đúng không? Đơn giản thôi. Anh gọi cho chị Tám, nói chào chị, em là đây, đúng không? Em làm về thầu xây dựng được 15 năm và đây những cái công trình và những cái nhà em đã xây ở Đà Lạt này hay là Sài Gòn, Quy Nhơn hay là những cái tỉnh thành nào đó. Ok, chị có thể tham khảo giá của em, là nói chung là cái giá thì nó cũng không nói chung là rẻ, đúng không? Nó là không mắc, nhưng mà em xây những cái căn nhà này với tâm. Ok, đây là nguyên cái danh sách của những cái người mà em đã xây rồi, chị có thể gọi hỏi thăm. Ok, có thể tới coi những cái nhà nó có chất lượng hay không, rồi sau đó là mình mới bàn. Cái đó là cái cách thứ hai. Có thể là ngay bây giờ nếu mà Phương bỏ thêm 15 phút nữa, Phương đào vô cái chất xám của Phương có thể làm thêm 5 cách nữa cho bạn. Nhưng mà không, thời gian không cho phép. Và những cái video mà nó quá dài á, không ai coi hết á, thì chỉ vậy thôi. Ok, đơn giản là mình phải rõ ràng là mình để chữa cái bệnh nghèo, mình phải có mục tiêu về tài chính 5 năm, 1 năm, 3 tháng, 1 tháng như thế nào, đúng không? Rồi không, mình có cái mục tiêu rồi sao? Rồi mình phải hành động. Không có gì tới với mình nếu mình không có hành động. Và hành động tới bạo lực. Hành động, đúng không? Cái mục tiêu, những cái tờ giấy đó đơn giản nha nè. Ghi cái tờ giấy đó xuống. Ok, ghi cái mục tiêu. Bây giờ ghi mục tiêu là 5 năm là nhiêu, đúng không? Bỏ qua bên. Bây giờ cái mục tiêu ngắn hạn nhất nè, đúng không? 3 tháng mình còn bao nhiêu căn nè, lấy ra đó ghi xuống. 3 tháng tôi ký 2 cái hợp đồng, 5 cái hợp đồng, ghi xuống một tờ giấy, đọc nó trước khi ngủ, rồi sau đó thức dậy đọc nó nữa, bỏ trong túi một cái, trong nhà một cái, chỗ máy tính một cái, chỗ nào cũng coi đó, cứ ngày đọc hoài thôi. Tại vì biết sao không, cái đầu của bạn ngay bây giờ cái chương trình này mình sẽ ngưng cái video ngay. Cái đầu của bạn nó có hai phần. Cái phần 5% là thuộc về Bắc Giang, 6 Bắc Giang của bạn, đúng không? 5 Bắc Giang của bạn. Còn cái phần còn lại á, 95% cái đầu của bạn á, là nó bạn không quản lý nó được. Ok, bởi vì bạn đọc những cái tờ giấy đó, nó sẽ từ từ nó sẽ thấm xuống cái 95%. 9% của cái đầu của bạn mà bạn không quản lý, không kiểm soát được á, thì từ từ 95% đó nó sẽ cho bạn những cái cách, những cái mẹo, những cái cách mà làm sao đạt được những gì mình muốn. Mình tên là Dan Nguyễn, tới từ Tiên Academy. Kênh này chia sẻ cho bạn có thể một ngày nào đó gần đây bạn sẽ có tự do tài chính. Chào bạn.